À, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Văn Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh quay trở lại với chỗ điểm bán cây kiểng của anh Tính ở thị trấn 1000 hết cô chú. À, giao lưu cùng cô chú anh chị mình hôm nay có một cây mai tàn rất là vip cô chú ha, với lại một số cây mai vàng nằm chậu nha cô chú, có bonsai khế, cây khủng luôn cô chú anh chị nha. Em chúc cô chú anh chị xem clip thật là vui và lựa chọn được những cây mai ưng ý luôn ạ. Rồi bây giờ em xin phép được vô clip giới thiệu luôn hết cô chú. Dạ em xin chào anh Tính ơi. Dạ chào chị Phương. Dạ. Con xin kính chào quý cô chú. Hôm nay con có về là ba cây khế chua. Dạ. Cây thành phẩm hết ha, và một cây trang vàng Pháp với lại cây lộc vừng và hai cây mai. Dạ. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú. Rồi đầu tiên xin phép vô là cây khế mã số 1 luôn ạ. Rồi. Một cây khế khủng luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này hoành lớn luôn nha. Dạ, cây khế này là khế chua. Tay cành chủ nhà nuôi được là khoảng từ 5 đến 7 năm rồi nha quý cô chú. Dạ. Sẵn cho em xin chiều cao thông số luôn anh ha. Dạ. Dạ, chiều cao là khoảng 1,5 m quý cô chú ơi. Dạ, cao 1,5 m. Rồi tán ngang cũng khoảng đó luôn ha. Tán ngang 1,5 m. Cây bonsai rất đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, bonsai này bonsai đại. Dạ. Đế là quý cô chú thấy khế là cái ăn trái, cho nên là bộ đế nó cũng khá lực lượng đúng không quý chú ơi. Rồi em đau hoành, bây giờ bấm cái chân eo này ha. Dạ, vị trí này 85 hoành. Dạ, vị trí này 85 nha cô chú. Dạ, cái chậu này là 1,2 m ha quý cô chú, chậu 1,2 m đọt lòng. Dạ, cục đế rất là lực nguyên luôn. Một bệ đặc luôn cô chú anh chị nha. À, khế chua mà kiếm những cây bonsai đế lực như thế này cũng rất là ít ha cô chú. Cây này chi cành đều hết ha cô chú anh chị. Nuôi 5-7 năm rồi. Với lại cái này có cái mặt cắt đó, chủ nhà xử lý hết trơn rồi nha quý cô chú. Nè, cây ăn trái quý cô chú ơi, cho nên mặt cắt hơi lớn ha. Dạ. Rồi chủ nhà xử lý, nói chung là cây ok, cây sống khỏe. Chi tay đều hết, giờ mình về chỉ cần chăm cho ra trái thôi hả cô chú anh chị. Rồi cây khế chua mã số 1, cây bonsai này con xin giao lưu giá là 22 triệu, con bao ship là 200 km, bao gồm cả chậu nha quý cô chú. Dạ 22 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, bao gồm cả chậu ha. Dạ. Chi phí vận chuyển rất là nặng luôn quý cô chú ơi. Cây này ngoài nhìn lực cây lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây mã số đầu clip hết cô chú. Dạ. Tiếp theo là cây mã số 2. Cũng là một cây khế luôn cô chú anh. Dạ. Chị nha. Cây khế này là cũng cây khế là khế chua nha quý cô chú, dáng bay. Dạ. Cây này thì nói chung là nó hay cái được là quý cô chú về có thể sắp tiểu cảnh mình chơi, với lại cây bay nghệ thuật, không bị thẹo dít gì hết ha. Đường thân thì nó găng gút cục cục hết luôn. Cây này già dữ lắm, già luôn ha cô chú. Có trái luôn. Dạ. Cây đang trái luôn nha. Dạ em xin thông số luôn anh ha. Dạ. Dạ, cây này có chiều bay là khoảng 1,5 m nha quý cô chú. Dạ, 1,5 m chiều. Dạ, bay. Chiều bay 1,5 m, tán ngang tổng khoảng 1 m. Dạ. Cây này cốt cành với cô chú lực lắm quý cô chú ơi. Cây đặc biệt là không dích hẹo dích gì hết. Cốt cành này nuôi cũng khá lâu lắm rồi. Để con đo hạo cho quý cô chú xem cái đọt cốt cành 22 ạ. Dạ, cốt cành 22 hết cô chú. Dạ. Cốt lực lắm, trái thì có trái sẵn luôn, khế. Dạ. Chua. Em vô cái hoành. Dạ, cái hoành cây này được 70. Dạ, vị trí này là 70 nha cô chú. Dạ, anh chị. 70. Rồi. Đó là chính xác ha. Dạ. Chậu này là cũng 1,2 m luôn nha quý cô chú. 1,2 m lọt lòng hết. Dạ rồi, mình giao lưu cây này giá bao nhiêu ạ? Dạ, cây khế này em giao lưu giá là 27 triệu, em bao ship 200 km. À, cây khế dáng bay hết cô chú. Dạ. Anh chị, bonsai đại luôn nha. Dáng bay. Dạ. Rồi.
Em xin phép đổi cây luôn ạ. Rồi, tiếp theo cây số 3 là cây khế bên đây luôn ạ. Dạ. Cây này là cây trực chi cành cổ nha quý cô chú. Cũng là một cây khế chua. Cây này dáng trực nha quý cô chú. Dạ. Anh chị. Trực chi cành cổ nhạo, bẻ qua nhạo hết rồi. Cây dáng trực dữ lắm, bộ đế luôn nha quý cô chú anh chị. Đế cộng lực lực không hát cô chú. Rồi em xin chiều cao trước ha. Dạ cây này chiều cao tầm khoảng 2 mét. Dạ. Tán ngang 1,5 mét. Dạ rồi. Cái hoành, hoành em đo hai vị trí ha. Dạ vị trí này là 83 hoành. Dạ. Rồi, nó cắn cùng gục này ha. 83 hoành. Dạ rồi. Rồi, rồi em đo mỉ ở trên này. Vị trí này là 67 hoành. Dạ, vị trí này 67. Dạ. Đế sổ khoảng 30 nha quý cô chú. Dạ. Rồi, chậu này là cũng là 1,2 mét đọt lòng luôn. Rồi, em đi giáp đế cho cô chú anh chị xem giúp em ha. Cây dáng trực, đế nôm, cộng rễ lực nha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị mình có cái sân vườn rộng rộng mình để phía trước là quá ngon lành luôn ha cô chú. Chi cành này bẻ qua nhạo hết cô chú anh chị nha. Cây gấp quái luôn. Nhạo rất là cổ điển luôn. Dạ. Dạ, cây trực này mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Dạ, cây khế này em giao lưu giá là 25 triệu, em bao ship 200 km luôn ạ. Dạ. Chi phí rất nặng nghe quý cô chú ơi. 25 triệu. Dạ rồi. Cô chú anh chị mình ưng ý cái nào mình liên hệ với số điện thoại của anh Tuấn giúp em ạ. À. Em đổi cây luôn anh ha. Dạ. Tiếp theo là mặt số 4. Rồi, số 4 là một cây mai vàng củ đế đẹp nha quý cô chú. Rồi, cây này trực lắc luôn cô chú anh chị nha. Rồi, thành phẩm ha, về chân thôi. Dạ. Tay cành đều hết rồi nha quý cô chú anh chị. Đó, đế nơm đặt luôn nha. Rồi. Em xin thông số luôn à. Nguyên một củ đặt ở trong này luôn hết cô chú. Dạ chiều cao cây này khoảng 1m3 quý cô chú ơi. Dạ cao 1m3. Tán ngang 90. Dạ rồi. Rồi cây này có mà cắt đầu cành nè, ngoài ra không có gì hết. Rồi, xử lý hết rồi nha, không có bị mục nha quý cô chú. Dạ. Đặc biệt giá cái này rất là dễ chơi cho anh chị em mình nuôi lại. Hoành là 44. Dạ rồi, hoành được 44. Khá lớn ha. Rồi cái củ đế đặt. Rồi, củ đế đặt là 1m4 đi quý cô chú ơi. Dạ. Dạ. Rễ bự bự không ha. Rồi cây này có giá là 11.500.000, em bao ship 200 km nha. Dạ 11.500.000. Dạ 11.500.000. Thì cô chú anh chị mình đồng ý cái này mình liên hệ với số điện thoại của anh Tính giúp em ạ. Rồi. Em đổi cây luôn anh ha. Dạ. Mã số 5. Dạ số 5. Số 5 là một cây mai dán bay nha quý cô chú. Dạ. Phôi mai vàng dán bay, có cốt cành đều tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị mình mua về ghép cúc hờ hương hay mai quắn cũng đẹp lắm nha quý cô chú. À, dưới đây có một cây củ khá là quái cây ha. Cây già lắm rồi, dạ. Bên da me hết rồi. Bông cũng đẹp luôn, 5-7-8 cánh. Đế xổm cao luôn nha cô chú anh chị. Dạ, dạ. Em đi vô thông số ha. Dạ. Giờ em tính cái từ cái cổ này đi. Tới đây luôn là 1m10. Dạ. 1m1 á. Dạ rồi. Rồi. Hoành là được. Trời. 27 hoành thân ạ. Dạ vị trí này 27. Dạ nghe em ha. Dạ. Dạ. Hoành cổ rễ 43. Dạ. Củ đặt 130. Dạ. Rồi cây giác bay mai số 5. Dạ. Cây này có giá là 9,5 triệu nha quý cô chú. Dạ 9,5 triệu cây rất già cây nha cô chú anh chị lên da me hết trơn luôn nha.
cốt cành thì có sẵn hết cô chú anh chị, mình ghép thêm bao thành phẩm ha. Quý cô chú trồng dán dạ gì là ok đó. Dạ rồi em đổi luôn ha. Dạ rồi. Dạ tiếp theo là mình cho luôn một cây số 6 ha cô chú anh chị, cây lộc vừng, cây khủng luôn nha quý cô chú nha. Dạ cây dạ. Này dán bay nha quý cô chú. Dạ anh tính cho em xin thông số trước nha. Rồi rồi bây giờ cái này em tính từ đây, từ cái vị trí đích chiều cao, chiều ba của nó tầm cỡ 2,5 m quý cô chú ơi. Dạ chiều ba 2,5 m. Từ đầu tới đấy luôn 2,5 m. Dạ chiều cao luôn anh ha. Dạ chiều cao tới miệng chậu em báo khoảng 1 m đi quý cô chú. Dạ dữ lắm luôn cái đế thôi cô chú anh chị. Lọc dừng nó xuôi theo chiều ba nhìn rất là khéo cây nha cô chú nha. Cái này chỉ thiếu cái chậu chữ nhật thôi. Dạ em vô chậu tròn thì nó không hợp lý, tại lúc đó có chậu nào vô chậu đó. Cái hoành lúc mua chắc đo hơn 80 á. Dạ. Giờ nó cứng ngắc rồi em đo không được. Để hồi em tham khảo cho. Này chi cành đã vô dây hết hả cô chú anh chị? Dạ, vô dây nhão hết luôn rồi. Dạ. Lọc dừng lá nhỏ như nè. Nên bây giờ em đo cái hoành ngay chân chỗ vị trí này thì em đo không được. Cái đường kính của nó không là 35 rồi đó. Dạ. Đường kính là 35. Cây này chậu nguyên một bệ dữ lắm luôn nha quý cô chú anh chị. À, đo cái cốt này đi chắc ăn. Nè, giờ đo cái cốt này ha, cốt này được 42 nè. Dạ. Là cái hoành khủng lắm nha quý cô chú. Khủng lắm luôn. Dạ, còn cốt này không đúng 42 á. Dạ. Cốt cành thì em bẻ gắt lắm, nhạo hết rồi. Một cây lộc vừng dáng bay với cô chú anh chị, hoành khủng luôn nha. Vừng dáng bay. Dạ mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Dạ cây lộc vừng này em giao lưu với cô chú là giá là 15 triệu, em bao ship 200 km nha quý cô chú. Dạ 15 triệu nha cô chú anh chị. Hàng hôm nay là đi là toàn là xe cẩu không quý cô chú ơi. Tiền xe không 200 km, xe cẩu ăn em có 4 triệu rồi. Dạ cô chú anh chị mình ưng ý cái này mình liên hệ với số điện thoại của anh Tính giúp em nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Dạ tiếp theo là một cây vàng Pháp hàng VIP luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này thích hợp cho cô chú anh chị mình có cái sân vườn rộng rộng ha, mình để cây này phía trước là quá ok luôn nha cô chú. Dạ chiều cao với tán ngang bao nhiêu ạ? Cái cây này tán ngang 3 m, chiều cao có 2,5 m đi chị. Dạ chiều cao 2,5 m, cái tàn rất là tròn luôn nha cô chú. Bông vàng Pháp. Dạ đen, cây đen bông rất là nhiều. Cái đó là nó lai một nhánh vàng thôi, cái đó bỏ dạ. Cũng được dạ. Mà bụi này là bụi vàng Pháp, vàng Pháp nó đậm lắm. Đúng rồi đó chị, em lùn quá không thấy được. Vàng Pháp này nó rất là khó sống, cây thần thì chơi mới được nha quý cô chú. Còn mà cái cây mà nó nằm đất thì quý cô chú về chăm cực lắm, chết mấy bụi rồi em biết. Bởi vì giờ em chơi thần vàng Pháp thì chỉ có thần là chơi nó mới an toàn nhất thôi. Cây đang ra bông rất là nhiều hết cô chú. Dạ. Hàng này thành phẩm luôn cô chú anh chị nha. Dạ. Cây này thần rồi nè chị, mặt ghế đâu là bích chịch hết trơn luôn. Đem đỏ cốt bự nhất chà. Vàng xương rất dày luôn nha cô chú anh chị. Cái cốt bự nhất luôn là 24. Đây nè chị, cốt bự nhất là 24. Dạ. Còn lại mấy cốt nhỏ là khoảng 10, 11 ha. Cốt nhỏ cũng 11 nè. Dạ. Cây này sống khỏe. Em cốt đi lớn. Gắp đế cho cô chú anh chị xem hết phần đế giúp em nha. Gễ lông gễ lá rồi thần cây yên tâm, cây quý cô chú yên tâm chơi thì ngon lắm. Ủa đế đặt là 1,3 m quý cô chú ơi. Dạ rồi thoát thân tới vị trí này là 80. Dạ thoát thân là 80. 80 hàng VIP luôn nha cô chú anh chị. Dạ bụi vàng Pháp.
cây đang trổ hoa rất là nhiều ha cô chú. Cái tàn thì tròn do luôn, vàng xương dày, thần chậu luôn anh ha. Dạ, cây thần chậu rồi. Dạ. Rồi cây này mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Dạ, cây vàng Pháp này em giao lưu dưới quy của chú là giá là 57 triệu, em bao ship 200 km. Là đi luôn cái chậu gì nha quý cô chú. Năm mươi bảy triệu nha cô chú anh chị. Dạ. Năm bảy triệu xe cậu tới nhà luôn quý cô chú ơi. Em đi giáp tàn cô chú anh chị xem giúp em ha, tàn rất là tròn nha cô chú. Dạ. Cô chú anh chị mình thích sưu tầm cây vàng Pháp này thì mình liên hệ với số điện thoại của anh Tuấn có trên phần mô tả với phần tiêu đề giúp em ạ. Thôi mình xem lại phần đế giúp em ha cô chú. Dạ. Dạ. Mình còn cây nào nữa không anh ha? À dạ không, cây số 7 là cây vàng Pháp cũng hết clip luôn rồi chị. Dạ. Anh chào hết giúp em luôn nha. À dạ, hôm nay con có lên 7 cây, mai vàng có, bông trang có, khế có, lộc vừng cũng có luôn. À, con rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú và anh chị trên khắp mọi miền đất nước. Con xin phép kính chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình sưu tầm thêm được nhiều cây mai thật là ưng ý ha cô chú anh chị, cũng như là nhiều bonsai cây kiển quái nha. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ.